Tôi tên Đạt, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi có một niềm vui nho nhỏ. Tôi đang ở công viên Ba Ri, sau lưng tôi là ở Dinh Độc Lập. Hai công viên này là tâm hồn tôi rất là thoải mái, rất là vui vì nhìn thấy được một cái diễn cảnh của đất nước hiện nay qua đại dịch Covid-19. Thì mọi người dân đã trở lại cuộc sống bình thường, đã đang chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Trong đó đất nước Việt Nam cũng đã vượt được cơn đại dịch này và đang xúc tiến ngành kinh tế Việt Nam phát triển, là một trong những nước đi đầu, là một trong những nước chống dịch thành công nhất, là một trong những nước đã thoát khỏi cơn dịch và đang phát triển kinh tế rất là mạnh mẽ trong những ngày tháng tới. Song song đó, tình hình bối cảnh hiện nay thì một số nước trên thế giới đang xáo trộn vì những cái đại dịch Covid-19 này rất là nặng nề. Đặc biệt ở tình hình ở Hoa Kỳ, với sự tranh giành của quyền lực, tranh giành đảng phái, họ sâu xé lẫn nhau để tranh giành cái chức tổng thống của năm 2020, tạo nên một cái hỗn cảnh rất là phức tạp, an ninh chính trị diễn biến không lường, nên mọi người dân ở nước Mỹ rất là âu lo, trong đó có những người kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Thì nhìn vào đất nước Hoa Kỳ thì nhìn vào đất nước ở Việt Nam hiện nay thì mọi người cũng đã thấy rằng có hạnh phúc không? Đối với bản thân tôi, đối với cái quan điểm của tôi thì rất là hạnh phúc. Tại vì mình đang sống với một cái chế độ gọi là đơn đảng điều hành đất nước. Thành công như vậy, mình mừng. Mình mừng là cho đất nước hiện nay và mừng về cho đất nước tương lai, để con cháu sau này lớn lên sẽ thay thế những người đi trước, gây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, ngày càng trở thành một cường quốc trên thế giới. Đối với một dân tộc nhỏ, một đất nước nhỏ mà có một cái lòng quả cảm, quyết tâm đưa đất nước mình thoát khỏi những cái xáo trộn, những cái ảnh hưởng ở bên ngoài, thế giới bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Thì cũng có những người chống cộng cực đoan, cũng có những người băng nhóm trong nước, họ không bao giờ thừa nhận những cái thành công của đất nước Việt Nam. Họ luôn luôn lúc nào cũng tìm cách chống phá, tìm cách xuyên tạc, tìm cách bôi nhọ, mong rằng lật đổ chính quyền Việt Nam. Điều đó họ ảo tưởng, họ mơ tưởng. Họ mơ tưởng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có đa đảng, Việt Nam sẽ bị lật đổ chế độ cộng sản. Họ mơ tưởng. Còn những cái não cùng của họ chỉ có biết nghĩ chống phá và chống phá mà thôi. Thì mình nghĩ rằng những người chống cộng cực đoan đó, hoặc những người có những hành động, những người mà tôi cho là những người trong nước có những cái tư tưởng như vậy, là những người đó là phản quốc. Những người đó đang sống trên mảnh đất của tổ quốc của mình, đang ăn cơm của tổ quốc của mình, mà lại những có những cái tư tưởng ngoại bang, những cái tư tưởng lúc nào cũng muốn gây xáo trộn đất nước, mong đất nước ngày càng lụm bại, ngày càng suy sụp, không muốn đất nước lúc nào cũng nghèo đói như những mấy chục năm về trước. Mà họ làm được cái gì? Những tên chống cộng điên cuồng ở hải ngoại, chẳng hạn như là những cái người mà Ngô Kỷ hay là Ngu Kỷ hay là Vũ Huynh Trưởng Ngựa Già, rồi Nguyễn Tấn Lạc, Cù Huy Hà Vũ, rồi Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài, toàn là những kẻ não cùng,
họ lúc nào cũng muốn đất nước suy sụp họ mới vui, họ muốn đất nước suy sụp họ mới vui. Còn ở đất nước của mình thì quá hạnh phúc. Qua một mùa đại dịch Covid-19 thì bạn bè trên thế giới đều ngả mũ chào Việt Nam. Mình là người dân Việt Nam, mình tự hào đất nước Việt Nam có bạn bè thế giới, nhất là ngành y tế được cái sự tán phục của ngành y tế thế giới, có những cái lời khen của tất cả các nước trên thế giới chúc mừng cho Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam, ngành y tế Việt Nam. Rồi đó, như mọi người cũng đã thấy rồi chứ, những kẻ chống đối lúc nào cũng xuyên tạc hết, cho rằng là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc nhắc lại người dân người ta đã nói là sai. Họ bình luận họ là Thủ tướng nói như vậy là sai. Sai mà họ bây giờ họ mở cái mắt to của họ ra đi, họ thấy giờ hàng chục cái cục, đại cục điện từ ở bên Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Những nước trên thế giới này đã từng đầu tư vào Trung Quốc, nay đã tháo chạy ra vào Việt Nam. 23 công ty tại thế giới, đại bàng của thế giới rời khỏi Trung Quốc, hết 17 công ty chọn Việt Nam là nơi đất lành chim đậu, đầu tư yên tâm phát triển làm ăn kinh tế, đối tác với Việt Nam. Điều đó dân tộc Việt Nam mừng, đem lại sự hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Người ta không biết là người dân Việt Nam là người dân hiếu hòa, chăm chỉ làm ăn, đầu óc phát triển kinh tế rất nhanh, tiếp thu rất mạnh. Bọn côn đồ, cái bọn chống phá nhà nước lúc lúc nào cũng muốn Việt Nam mình là một nước Việt Nam nghèo đói, nhưng họ tư tưởng của họ không bao giờ đạt thành ý nguyện đó, vì đất nước và 90 mấy triệu dân người Việt Nam cùng với nhà nước đưa đất nước Việt Nam vươn lên một cái tầm cao, một tầm rất cao trên thế giới này. Trở lại cái bọn chống đối nhà nước, chống phá nhà nước, không? Móc nối những người trong nước luôn luôn lúc nào gây xáo trộn cho đất nước, không? Biểu tình chống đối, xuyên tạc, bôi nhọ đồ, lãnh tụ bôi nhọ đất nước. Những người đó là tôi cho là những người phản quốc, cần có những một cái thái độ dứt khoát trừng trị những người này, mong đem lại sự bình yên cho người dân, đem lại bình yên cho đất nước, không để những cái họ có cơ hội phát triển những cái tư tưởng đó, họ phát triển những cái xảo miệng miệt đó mà gây lên đất nước Việt Nam những cái tổn thất tổn hại về uy tín bạn bè trên thế giới. Đối với một số người chống cộng cực đoan, họ biết Việt Nam là một trong những nước phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị. Nhưng họ không thừa nhận, họ không bao giờ họ thừa nhận. Luôn luôn nào họ muốn chà đạp đất nước của mình, chà đạp tổ quốc của mình. Mà ở bên Mỹ người ta rất là tự hào, người dân làm ăn chân chính ở bên Mỹ, người Việt gốc Việt, những người Mỹ gốc Việt họ lúc nào tự hào về Việt Nam, về đất nước của mình. Mà còn những kẻ mà não cùng, não hẹp đó, họ không nghĩ vậy, họ lại còn muốn đất nước Việt Nam tan tành, tan nát như Syria. Số thành phần ở trong nước cũng vậy, không thiếu hiểu biết, chỉ vì một cái quyền lợi cá nhân mà gây nên cái xáo trộn, biểu tình chống đối rồi lật đổ rồi nó đủ thứ chuyện. Họ là những người đang ăn cơm của tổ, đang ăn cơm Việt, đang sống trên đất Việt mà họ lại phản bội đất Việt. Những người này thật sự không đáng sống trên đời này nữa.
thì nhìn rộng ra trên thế giới này, gặp hiệp nước Mỹ, sao mình thấy đa đảng họ tranh giành quyền lực nhau, đem về quyền lợi cho cá nhân của họ, đem về quyền lợi cho đảng phái của họ, chứ họ không có nghĩ tới một cái người dân sống trong một cái sự ấm no hạnh phúc như ở Việt Nam mình. Đó, như mọi người thấy Việt Nam mình, những bối cảnh Việt Nam mình hiện nay và những cái bối cảnh của tình hình thế giới hiện nay thì nơi nào đáng sống hơn, nơi nào để an toàn hơn, sống an toàn hơn. Trong khi nước ngoài gần hàng ngàn chục ngàn người đăng ký về Việt Nam chưa được về, kể cả người Việt, kể cả người ngoại quốc cũng muốn đổ xô về Việt Nam để ta một niềm tự hào cho dân tộc. Tại sao có những kẻ như vậy, chống đối như vậy? Mong rằng nhà nước có những cái biện pháp mạnh trừng trị những cái nhóm hổ phản động, mà họ không nghĩ được rằng là ở trên thế giới này, bất kể nước nào trên thế giới này mà họ có những tư tưởng mưu đồ lật đổ chính quyền, lật đổ nhà nước thì họ sẽ bị trừng phạt một cách rất thê thảm. Chứ không hẳn riêng Việt Nam. Tôi cho rằng luật pháp Việt Nam còn nhẹ tay đối với nhóm hổ phản động hay là nhóm hổ trong cộng cực đoan. Mà nhẹ tay. Mà họ nhìn vô đi, họ nhìn vô cái diễn cảnh của Hồng Kông hiện nay. Lực an ninh áp đặt lên trên quốc gia Hồng Kông. Những người Hồng Kông có được còn được tự do hạnh phúc như ở Việt Nam không? Không. Hồng Kông bây giờ người dân Hồng Kông rất là hoang mang, rất là sợ hãi, sợ khiếp với một luật an ninh áp đặt trên Hồng Kông vậy. Việt Nam này so với Việt Nam thì người dân quá sung sướng, quá hạnh phúc rồi, còn đâu bằng nữa. Không? Mà những người chống cộng, những người chống đối, những người mà phản động thì họ không nghĩ rằng là họ cái hậu quả của họ lãnh như thế nào. Khi họ vào tù là ai lo cho bản thân họ, ai lo cho gia đình họ. Chống đối nhà nước thì phải bắt bỏ tù thôi. Nhằm lật đổ nhà nước thì bắt bỏ tù thôi. Họ không nghĩ được cái hậu quả của đó. Khi bộ vô tù rồi thì mới thấy cái hậu quả của mình gây ra như thế nào. Đang yên bình thì không chịu, muốn xáo trộn, muốn vào tù. Ở bên Mỹ mà cái những cái tư tưởng vậy họ cũng bắn giết thê thảm hơn. Cho nên là những người chống cộng hãy thương yêu tổ quốc của mình, gạt bỏ những cái tư tưởng là phân biệt chế độ này chế độ kia, cùng nhau với người dân trong nước sống một cuộc sống hạnh phúc là mãn nguyện rồi, là tốt rồi. Còn những người có những hành vi phản động thì nên suy nghĩ rằng là cái phản động chống đối nhà nước mình đi vào đâu, đi vào đường nào, có ánh sáng đường ra không, ho hay là bị tác động, họ dụ dỗ bị cái gì, đồng tiền mua chuộc dụ dỗ rồi đi kích động rồi đi biểu tình rồi không chả đem lại cái lợi ích gì cho gia đình mà chả đem lại lợi ích gì cho bản thân, chuyện phiền não thêm, sống trong một cái sự phập phồng lo sợ. Có tiền đi biểu tình, không có tiền thì không biểu tình, thì không biểu tình là có nghe đó, cái biểu tình thì ra biểu tình là coi như là dân quan dân tham rồi chống đối rồi, bôi nhọ rồi, nhà nước hậu, những người đó là không thể nào tha thứ được. Cho nên mọi người nên nhìn kỹ lại, nhìn đi đất nước Việt Nam, so sánh đất nước Việt Nam vậy trên thế giới này hiện nay thì đất nước muốn sống ở đâu hạnh phúc hơn, suy nghĩ đi. Hành vi nữa, còn những tôi thấy gần đây có những cái clip mặc những người dân mặc đồ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để biểu dương tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Trời ơi, trời, bây giờ là đối với xã hội bây giờ, đối với thời đại bây giờ mà còn mang một cái tư tưởng là một chế độ thối nát nữa, một chế độ bên ngoài nhìn thấy hùng mạnh nhưng bên trong thực sự ra là một, không có một cái tinh thần chiến đấu, không một tinh thần là bảo vệ đất nước, sống về đồng tiền của ngoại bang, sống về đồng tiền, gọi là có tiền thì chiến đấu, còn không có tiền thì coi như là
là xong. Mỹ rút chân ra thì Việt Nam Cộng Hòa cũng chết. Tôi đang ngồi ở công viên Paris trước mặt là Dinh Độc Lập, nơi mà cách đây 45 năm là nơi mà quân giải phóng tiến vào hút cổng Dinh Độc Lập, treo lá cờ Tổ quốc, tung bay trên lá cờ Dinh Độc Lập. Tôi cũng xin cho khán giả coi xem sơ qua, tại vì ở ngoài trời không biết có thấy rõ hay không. Đây, đó là cảnh sau lưng tôi, là sau lưng Dinh Độc Lập. Tôi đang ngồi trên một cái không khí rất là trong lành tại một cái công viên Paris, tên là công viên Paris, là ghế bên Dinh Độc Lập. Hạnh phúc vô cùng, ấm no vô cùng. Người dân bình thường trở lại bình thường, đi làm bình thường. Còn những kẻ chống đối nhà nước luôn luôn lúc nào cũng âu lo phập phòng lo sợ, không biết lúc nào bị an ninh Việt Nam bắt. Sống vậy là sống làm gì, chống đối là làm gì? Dựa vào những cái thế lực nào vững chắc đâu mà đi biểu tình, đi chống đối rồi nhằm lật đổ nhà nước. Còn cái bọn mà côn đồ bất dạy ở bên hải ngoại, những cái bọn mà chống cộng cực đoan, đi vào đây đi vào đâu, chống đối rồi đi vào đâu? Cũng muốn về Việt Nam thấy mồ không, cũng muốn về Việt Nam không, để tránh những cái chết chóc ở bên Mỹ, tránh cái chết chóc bên Mỹ. Miệng mồm thì nói như vậy nhưng trong lòng cũng muốn đi về Việt Nam không. Còn con cháu của họ cũng đang lặn lội à, trốn về Việt Nam rồi chống đối xuyên tạc, là chống cộng cực đoan, chống cụi, chống cụi để kiếm tiền sinh sống qua ngày, không phải dân ở Việt Nam này. Mọi người thấy con đường của công viên rất là yên tĩnh, rất là hạnh phúc. Những người chống cộng cực đoan hay nhìn thấy đi, nhìn thấy một cái công viên yên lành như vậy, không phải như công viên bên Mỹ đang bị cái nhóm gọi là da đen da màu rồi kích động phản động rồi không, rồi gây xáo trộn an ninh trật tự không, cướp bóc rồi đập phá rồi nào đó. Đó mấy người chống cộng nhìn đi, nhìn nước Mỹ, nhìn về Việt Nam đi, im cái mỏ lại đi không. Tôi là người Việt Nam, tôi rất yêu thương đất nước của mình và muốn sống ở Việt Nam và phát triển kinh tế ở Việt Nam ngày càng vững mạnh. Con cháu chúng tôi sau này sẽ lớn lên cùng với đảng nhà nước sẽ phấn đấu trên con đường xây dựng Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mong rằng một ngày nào đó gần đây những nhóm chống cộng cực đoan, những nhóm chống phá nhà nước, những nhóm gọi là phản động ngày càng vô khám ngồi hết. Ngồi trong đó mới thấy rằng là sống được bên ngoài hạnh phúc như thế nào mà vô đây là như thế nào. Mong những lời chia sẻ cái clip ngắn này đối với khán thính giả, những tâm tư, những cái suy nghĩ của tôi về diễn cảnh hiện nay trên thế giới và đất nước của mình hiện nay như thế nào. Tôi